10 kiểu tích đức ai cũng cần biết. Quý vị thân mến, người xưa có câu có đức mặc sức mà ăn. Phật ra rằng người tích đức kiếp này có thể nhận phúc báo phát tài, làm đại quan ở kiếp sau. Những người tu luyện cũng hay bàn về chuyện giữ gìn đạo đức, tính tình để tạo lập cơ sở tu hành, sau này có hy vọng nhảy thoát khỏi vòng luân hồi bể khổ. Nhiều người cho rằng tích đức là bố thí một chút tiền tài hay giúp đỡ những người nghèo khổ miếng cơm manh áo. Đó là một cách, ngoài ra còn có rất nhiều cách tích đức đơn giản, không tốn một đồng tiền mà lại mang về phúc báo liên miên cho người hành thiện. Ngay từ bây giờ, bạn hãy học cách tích đức hành thiện, vừa là giúp người, vừa là giữ thêm cho mình phúc báo về sau. Sau đây là 10 cách tích đức đơn giản, ai ai cũng làm được. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Thứ nhất, tích đức từ những việc thầm lặng. Có một câu chuyện như sau. Sa mạc Sahara còn được gọi là biển chết. Ngày xưa, rất nhiều người vào sa mạc này đều một đi không trở lại. Năm 1814, một nhóm khảo cổ lần đầu tiên phá vỡ lời nguyền chết chóc này. Dọc đường khám phá sa mạc, đoàn thấy rất nhiều xương cốt của những người chết. Mỗi lần như thế, trưởng nhóm khảo cổ luôn bảo mọi người dừng lại, chọn một chỗ cao để đào đất, chôn những bộ xương kia, rồi dùng cành cây hoặc phiến đá làm bia mộ. Xương cốt trong sa mạc quá nhiều, việc đào mộ tốn rất nhiều thời gian, thế nhưng người đội trưởng vẫn kiên quyết. Mỗi một bộ xương đều từng là người như chúng ta, sao có thể nhẫn tâm để họ phơi xác nơi hoang mạc chứ? Khoảng một tuần sau, nhóm khảo cổ phát hiện rất nhiều di tích cổ, nhưng khi họ đang rời đi thì bão cát ập tới, suốt mấy ngày mấy đêm không nhìn thấy mặt trời. Tiếp đó là bàn không còn hoạt động được nữa, nhóm khảo cổ hoàn toàn bị mất phương hướng, thức ăn và nước ngọt bắt đầu cạn kiệt. Lúc này họ mới hiểu được vì sao những người đồng hành trước kia không thể ra khỏi sa mạc được. Đúng vào lúc nguy nan, người đội trưởng bỗng nói, đừng tuyệt vọng, chúng ta đã để lại rất nhiều điểm đánh dấu trên đường đến. Họ lần theo những bia mộ đã được dựng dọc đường, cuối cùng đã ra khỏi được biển chết. Trả lời phỏng vấn của tờ True Time, các thành viên của nhóm khảo cổ đều xúc động. Sự lương thiện là biển dẫn đường mà chúng tôi để lại cho chính mình. Mỗi người đều nên tu dưỡng lòng nhân ái trong mình, bởi người có tấm lòng nhân ái luôn sống nhẹ nhàng mà lại dễ dàng nhận ra được sự hợp tác từ người khác. Không có ai là không muốn làm bạn, làm hàng xóm hay hợp tác với người có tấm lòng lương thiện. Người lương thiện có thể thu phục người khác, chưa thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Thứ hai, tích đức từ lời nói. Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung, độ lượng đối với người khác. Nếu lời quá thẳng hay nói vòng, nói giảm, nói tránh một chút. Nếu lời lạnh như băng, hãy hâm nóng chúng lên trước khi truyền cho người khác. Khi nói lời phê bình khiển trách, hãy đảm bảo rằng lòng tự tôn của người nghe không bị tổn thương. Và bạn hãy luôn nhớ rằng một người khen ngợi đúng lúc có giá còn hơn ngàn vàng. Thứ ba, tích đức từ sự biết lắng nghe. Người xưa có câu nhìn nhiều, nghe nhiều và nói ít. Trước khi học nói, người ta đã biết lắng nghe. Đứa trẻ từ trong bụng mẹ đã có thể nghe thấy âm thanh của thế giới này. Nhưng sau khi chào đời, thường phải 2 đến 3 năm mới bập bẹ những tiếng đầu tiên. Biết lắng nghe chính là biết nghĩ cho người, biết nhường người, tôn trọng họ, đủ lòng kiên nhẫn để lắng nghe người khác nói. Bạn cũng sẽ đủ lòng kiên nhẫn để thấu hiểu, yêu thương họ. Đôi khi có những lúc ta chỉ cần lắng nghe, sự lắng nghe có thể đã là câu trả lời tuyệt vời nhất cho những mâu thuẫn khổ đau, buồn bực trong đời. Không thể lắng nghe chính là không thể nhẫn nại, không thể nhẫn nại thì cũng chẳng thể nào làm được việc lớn. Từ xưa đến nay, người thông minh nhất chính là người biết lắng nghe nhiều nhất chứ không phải là nói thật nhiều. Từ nay hãy trở thành một người biết lắng nghe hơn bạn nhé. Thứ tư, tích đức từ tính cách khiêm nhường. Người xưa nói, người kiêu căng ngạo mạn, thích thể hiện tài năng thì đi đâu cũng có kẻ địch. Hãy tránh khoe khoang tài năng của mình mọi lúc mọi nơi và học cách buông bỏ kiêu căng, giảm bớt tự kỷ. Bạn cũng không nên ở trước mặt người đang thất ý mà đàm luận về đắc ý của mình. Làm người trước là đừng khoa trương tùy tiện, sau đừng đắc ý, nên khiêm nhường một chút, mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. Thứ năm, tích đức từ việc tôn trọng người khác. Hãy luôn đặt sự tự tôn của người khác ở vị trí cao nhất, thậm chí cao hơn chính bản thân mình.
Sự tôn nghiêm của một người chính là phẩm giá và đạo đức, đôi khi là sinh mệnh của họ. Đừng bao giờ mạo phạm người khác nếu không muốn chính mình cũng bị mạo phạm. Đối với những kẻ yếu hơn lại càng phải tôn trọng, trân quý họ. Địa vị càng cao thì càng không thể khinh thường người khác. Làm được như vậy thì chính là bạn đã có phẩm chất của một người quân tử. Người quân tử chính là tôn trọng kẻ yếu, không sợ kẻ mạnh, là nghĩ cho người trước, nghĩ đến mình sau. Thứ sáu, tích đức từ việc thành thật với mọi người. Ở đời, sự chân thành bao giờ cũng đáng quý, không thành thật sẽ khó mà tồn tại giữa nhân gian. Người giả dối sẽ không bao giờ có được người tri kỷ, người bạn chân thành. Sự thành tín chính là cái gốc làm người. Hãy giữ gìn chữ tín, lòng chân thật, bạn sẽ thu phục được lòng người, sẽ trở thành người được yêu mến thành công. Mất đi chữ tín, một đời người coi như cũng kết thúc sớm rồi, bởi giữ được chữ tín thì có thể đi khắp thiên hạ, có thể kết giao khắp bốn bể gầm trời. Thứ bảy, tích đức từ lòng khoan dung. Khoan dung là một trong những đức tính hàng đầu của người quân tử. Nếu không thể khoan dung người khác, chứng tỏ rằng trong bạn còn có nhiều mối hận, chứng tỏ lòng dạ của bạn vẫn chưa đủ rộng lượng, khoáng đạt. Sức mạnh của lòng khoan dung thật lớn, nó có thể cải biến một con người lầm lỗi trở nên chân chính. Nó cũng có thể hoán cải một tâm hồn gỗ đá chai sạn vì hận thù trở nên tươi đẹp yêu đời hơn. Người có lòng khoan dung không chỉ biết nghĩ cho người khác, biết ra ân cho kẻ thù, mà còn chính là biết nghĩ cho mình, biết cởi trói cho mình. Bởi hận thù chính là liều thuốc độc, giữ hận thù trong người chính là ấp ủ thuốc độc, đầu độc chính mình. Khoan dung là dòng nước mát tưới tắm tâm hồn khổ đau, cũng là liều thuốc giải độc cho mọi oán thù trên cõi đời này. Thứ 8, tích đức từ việc sửa sai. Khi còn bé, người ta có thể cất tiếng xin lỗi rất chân thành mà không cần ai phải nhắc nhở nửa câu. Thế nhưng không giống như việc chúng ta cao lớn thêm mỗi ngày, được va chạm với thế giới nhiều hơn. Càng lớn, người ta càng khó khăn để nói trọn vẹn hai từ xin lỗi. Nhà văn Harriet Sloane từng nói rằng, con người vốn có tính phòng ngự, cố hữu rất khó sửa đổi. Để tự bản thân trực tiếp chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình thực sự là khó khăn. Xin lỗi chính là thừa nhận lỗi lầm của mình. Điều này tất nhiên sẽ khiến người ta dễ rơi vào tình trạng cảm thấy yếu đuối, dễ bị tổn thương. Thế nên với bản tính phòng ngự, cố hữu, người ta tự sinh ra phản xạ chối bỏ, từ chối việc nhận khuyết điểm về mình. Điều này đặc biệt dễ xảy ra với những người tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, tự đặt cho mình một chiếc vòng kim cô mang tên cái tôi quá lớn. Quan niệm về cái tôi thường được hiểu theo hai khía cạnh. Về mặt tích cực, cái tôi đem đến sự hãnh diện phù hợp về những giá trị, nhân phẩm của chính bản thân. Trong khi đó, cái tôi tiêu cực lại dẫn đến sự nhận định sai về những giá trị, nhân phẩm của mình, đưa đến sự tự ti hay tự tôn quá mức cần thiết. Thế nhưng không giống như những gì người ta vẫn nghĩ, cái tôi khi đứng một mình rất thanh cao, nhưng chỉ cần ghép thêm một thanh âm, nó lại trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Chữ tôi đi cùng dấu huyền sẽ thành tồi, đi cùng dấu sắc sẽ thành tối, và đi kèm dấu nặng chính là tội. Quá kiêu ngạo, giữ chặt lấy cái tôi sẽ khiến bạn chìm trong khổ sở. Như Napoleon II từng nói rằng, chúng ta sống với các khuyết điểm như mồ hôi của chính mình. Chúng ta hoàn toàn không hay biết gì hết, nhưng nó chỉ làm cho người khác khó chịu thôi. Thật vậy, con người ta sống ở đời, làm sao tránh khỏi việc không mắc sai lầm. Thế nhưng con người ta hơn nhau chính ở chỗ đối diện với sai lầm đó ra sao. Nếu chúng ta biết tự nhận lỗi, tự sửa chữa mới là điều đáng quý. Bởi lẽ, nhờ biết loại bỏ sai lầm, con người mới tiến bộ trong việc tự tu sửa và trở thành người tốt. Nó giúp người ta vượt qua được mọi trở ngại để tiến tới thành công trong giao tiếp, thậm chí nhận được sự kính trọng tột cùng của đối phương. Thứ 9, tích đức từ giữ thể diện cho người khác. Ở một số tình huống, việc không nể mặt chính là thái độ vô lễ lớn nhất. Người phương Đông rất xem trọng thể diện, vì vậy ở bất kỳ thời điểm nào cũng dành cho người khác một lối thoát, một đường lùi. Nhìn thấy rõ một người cũng đừng nên chỉ ra thẳng, hãy lựa lúc mà nói. Đừng bao giờ làm tổn thương thể diện của người khác, bởi hậu quả của nó là khôn lường. Thứ 10, tích đức từ việc tín nhiệm người khác. Người có tính đa nghi trời sinh thì khó có được bạn chân thành. Được người khác tin tưởng, tín nhiệm là một loại hạnh phúc. Người có bao nhiêu tín nhiệm thì sẽ có bấy nhiêu cơ hội thành công.
Người xưa nói, đã nghi ngờ người thì không kết giao, đã kết giao thì không nên nghi ngờ người. Cho người khác được lợi cũng chính là làm lợi cho mình. Thời điểm người khác cần bạn nhất, hãy sẵn sàng cho họ một bờ vai để nương tựa. Suy nghĩ cho người khác cũng chính là suy nghĩ cho bản thân mình. Làm những việc tử tế cũng chính là tích âm đức cho bản thân mình và người thân con cháu. Vì thế hãy làm việc, làm người đúng với lương tâm, đạo đức, đạo lý ở đời. Người xưa có câu lập công danh không bằng tích đức, tạo dựng công danh địa vị không bằng tích âm đức. Luôn luôn phải nhắc nhở bản thân, phải giữ vững lương tâm, không làm những việc gian ác thì cuộc sống, gia đình và sự nghiệp của bạn nhất định sẽ càng ngày càng hưng vượng.